và những cái món đồ còn thiếu của anh một sẹo anh em ạ. Những cái giày này thì đập 40, 40, 23 rồi, sinh được 184 giờ ép cái nội lực hiện 3 nữa. Đúng không? Giờ đi ép nội lực hiện 3 nữa thì bây giờ em đi đi kiếm phôi anh em ạ. Em sẽ làm giàu cho server bằng cách là đi mua phôi của mình. Nội lực hiện 3 để em xem em có không. Kiếm nội lực hiện 3. Lực hiện 3. Giày. Thường là chắc là áo thì mới có hiện 3 ngon. 38. Vẫn phải kiếm trên 100 anh em ạ. Sinh lực. Trang sức áo 76 thấp nha. 6. Ui nội lực 108 này, quá đẹp. Bây giờ lấy một cái hiện 3. Lấy một cái hiện 3 đã. Rồi. Giờ đi rút anh em ạ. Đập luôn. Viên 2. Đẹp. Khó nè. Phòng thủ vật lý dưới phòng thủ vật lý 23, dưới phòng thủ vật lý 23. Dưới phòng thủ vật lý. Làm viên thủy tinh nhá anh sẹo nhá. Có đừng sao thủy tinh đi, thủy tinh cũng hiếm. Đập bằng mình bằng phúc duyên nhá, đập mình phúc duyên nhá. Đập bằng xuyên thôi. Đập phúc duyên sau mình này hơi căng nha. Anh có quan trọng Bật nội nhiều lực phúc lắm không? duyên lên, Anh mặc có... cái tay nào nhiều Anh phúc duyên mà. à chả thế thì thoải mái lên này. Rồi tưởng đang đập để tiết kiệm cho anh thôi. Tiết kiệm làm cái gì? Bình tĩnh Không nên bình tiết tĩnh. kiệm. Tôi Ok giày anh. đi ship rồi. Không không giữ thủy tinh anh em ạ, tầm 160, 170 được rồi, 180 là được rồi. Có Ok nha, đây là một món rồi. cái mão Mão à, mão sẽ nội lực hiện 2 hơi căng á. Nội lực hiện 2 à. Nội lực hiện 2. Giờ kiếm cái nội lực hiện 2 anh em ạ. Chờ chút em đi kiếm cái nội lực hiện 2. 18x chứ, 16x sao được, em đập mà. Để em kiếm cái nội lực hiện 2 này. Phôi tím 5 dòng. 35 vạn. Nội lực hiện 2. Mộc à? Ôi đập được cái kháng lôi 30 là cũng hơi bị super đấy. Cũng chiến đét đấy. Cũng ác, cũng ác. Cái dòng ở đây nội lực hiện là 100 vạn cơ. Bán 100 vạn là không buồn mua luôn. Bán gì bán 100 vạn. Ghê vậy bro. Đợi, em chỉ mua phôi thôi mà. Chỉ là mua phôi thôi mà bán 100 vạn liền rồi. Ô phòng thủ lý 17 này. FPT shop. Ui sinh lực 157 à.
lần sau mình có ép thì khả năng là mình cũng phải đi chuẩn bị phôi trước anh em ạ. Bây giờ chuẩn bị phôi sau thì nó hơi đần, tìm hơi lâu, rất là tốn thời gian của anh em nhé. Tôi mua cái 100 vạn luôn cho nó nhanh nhỉ. Cày ấy. Ấy. Tự lực bay bay. Sao cho nên nội lực nó thấp thế này, nó cứ bán cái gì này. Phôi sinh lực, nội lực đây. Đây, nội lực chặt 10. Đây, đúng rồi. Tôi thấy thể lực chuyển hóa tiện mua đi. Đây, chờ em một chút. Đây, hiện 2. Anh có ép cái dòng chuyển hóa cho cái mũ luôn không? Anh sẹo cứ đâu nhỉ? Ép chuyển hóa luôn á. Ui, 7 kìa. Quan trọng gì đập đi. Dưới dòng kháng lôi này căng nhỉ. Bỏ ra đi, bỏ hết cho đi. Mình rất nhiều, rót rét nữa nhỉ. Đâu em rón rén gì anh sao ấy. Em giữ cho anh mà anh ấy, đùa. Đâu cần nhiều đâu, nó chỉ cần như thế thôi là được rồi. Phẩm chất 7 chơi luôn chứ sợ cái gì. Sau kháng lôi 30 sợ cái gì. Sau kháng lôi 30 này, sau kháng lôi 30 với chúng tôi này. Được chưa? Đít luôn. Chuyển hóa đúng không? Đâu phôi chuyển hóa đâu nhỉ, phôi chuyển hóa À, chuyển hóa lại kim nữa đâu, đây là ấy mà, cái này cái luôn đai này anh ép làm gì nữa, anh dùng nhá, đai đai nó này à. chuyển hóa ép vào cho đẹp. Ok, chuyển hóa ở mộc à. Anh em ai thấy cái chuyển hóa hệ mộc không? Anh em có ai thấy cái chuyển hóa hệ mộc ở đâu không thì chỉ em nhé. Đâu, phôi sinh lực, nội lực này, phôi đủ loại này. Em kiếm cái phôi chuyển hóa. Kiếm cái phôi chuyển hóa. Chuyển hóa sát thương thành nội lực. Thủy. Phôi chuyển hóa hình như bên phượng tường nó nhiều hơn đúng Tường thôi, không? phụ tường thôi. Xem nào, xem có thằng nào phôi phòng thủ ký sinh lực nội lực. Xem nào, nó phôi phượng tường, em nhớ không nhầm là bên phượng tường nó nhiều hơn. Sinh lực nội lực, phòng thủ vật lý, phôi tim. 50 vạn cái gì đây? Phục hồi sinh lực này. Lấy cái phục hồi sinh lực nhá. Ép hiện 3 là phục hồi sinh lực nhá. Mũ này. Ở thể lực Thích thế là cả ok anh. anh chỉ ghép thể lực cơ. Mình ok, đơn giản. Shop OLED mấy cái đó em biết là không có. Chuyển hóa có 3 nhỉ, hơi thấp nhỉ. Mà sao anh cứ tính về võ đang của mình ép mấy cái dòng đó? Ép cho đẹp à, Thể lực đó. từ để em ngâm Sau kim. này nó sẽ thành con ngũ độc đấy. Thế cũng chả liên quan đến chuyển hóa cả. Mình cứ ép vào cho nó đẹp thôi. Chủ yếu là mình ép được dòng sau nữa. Đúng không? Đúng.
mai tìm, tao không sẽ không không luyện không tay tìm được, cho ngũ độc không tìm được cái truyền thống ngũ mũ độc mũ chém. độc chuyển hóa ta. Ôi chống kim nữa chán rồi. Không tìm được phòng thủ lip phổi. Đây 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 đây. Em nghĩ là chuyển ba chơi được đấy. Hút cụ. Hút đi cho nó nhanh. Gọn lẹ. Thôi, muốn lên đây. Em đây. Anh tính rồi. Bây giờ kiếm build lâm độc đi. Ôi giời anh ơi, nhưng mà bây giờ mình còn mỗi huyền tinh 3 với huyền tinh 4 thôi. Múa. Mua đâu? Có ông đã gạ rồi. À đổi với em đi, em có huyền tinh thấp này. Em có huyền tinh 1 này. Ép cho đỡ phí, để em về em đưa huyền tinh 1 cho. Em về em đưa huyền tinh 1 cho. Đổi lấy viên 4. Đó, đỡ anh xẹo. Đỡ anh xẹo, đỡ phí. Cái Đập viên 4 phí đó. Em đổi em đổi viên 1, đập viên 1 cho đỡ phí chứ tự nhiên bây giờ lấy viên 4 của anh ra đập thì phí lắm. Chả thà viên 4 nó cho em. Nhảy. Đây, chờ em một chút, chờ em một chút, em đang lấy ạc về. Đang lấy ạc về, anh em cứ bình tĩnh, anh em cứ bình tĩnh. Múa cái là xong ngay. Giờ là còn 6 dòng nữa là 6 viên. 6 viên 1 cho anh xẹo. Còn 6 dòng nữa anh ạ. đập cái áo nhỉ, đập cái áo. Gạ khéo chứ, thì đập nó cũng như nhau thì bây giờ đổi cho đỡ phí. 6 Đổi cái viên. gì? Wow. Bây giờ hút cái này, hút mộc này. Ẩn hai hệ mộc à. Nghĩa là bây giờ em lấy 6 viên 1 của em đổi lại 6 viên 3 của anh cho đỡ mất công là đỡ phí, hiểu không? Không thì tự nhiên bây giờ anh lại cũng lôi viên 3 anh đập anh làm gì còn 1 với 2. Ủng hộ em OLED đi chứ còn gì nữa. Không có. Chết rồi, không có ẩn hai mộc rồi. Ui kia ẩn hai mộc em toàn vứt đi rồi. Ui không có ẩn hai mộc anh em ạ. Không có ẩn hai mộc luôn. Anh sẹo đang có mấy cái giường rồi này. Đây có ẩn hai mộc. Được chứ? Pha đổi huyền tinh ghi vào sách giáo khoa rồi nhé. Quá khéo thế từ vị trí em OLED. Đóng kim không bán, nó có bán đã ẩn hiện anh ạ, nhưng mà mình có dương thì mình mở luôn. Đây chuyển hai lấy chứ. Mạnh dạn lên. Dạn lên 10 chứ còn gì nữa. Đập phải liên tục
Tớ kiếm cái thể lực hiện ba. À thể lực hiện ba, à, kim đập luôn cái này đi nè. Đập luôn cái này là cái gì nhỉ? Ẩn hai hệ kim đúng không? Ẩn hai hệ kim thì mình có thì phải. À hình như anh ấy có luôn đấy. Ui giời ơi. Phẩm chất ba anh Cái sẹo ạ, à. Phẩm chất ba anh sẹo ạ, à. Chơi không? gì? Cái gì ấy? Phẩm chất ba mới ảo Điên à? Điên rồ à? rồ Đáp nó đi. quá. Chơi Đáp sợ gì không phải đáp anh ạ. Em nó đập phải không phải đáp, cần gì đúng không? Em làm lên 10 luôn này, làm gì mà phải căng thẳng. Điên rồ quá. bôi ra. Điên rồ quá. Vẫn 10 là chuyện bình thường với em OLED luôn. Chơi không anh? Chơi Chơi chứ sợ gì. Điên chơi rồ quá. Ơ chửi hóa làm cái gì vô mà. Ô kìa, à, bấm nhầm. Hơi run, hơi run. ồ Chuyển hóa, nhưng mà chuyển hóa 10, phẩm hơi 3 đánh chuyển hóa bực 10. Ngô thần y này, được chưa? Vẫn cứ phải là 10. ồ. Phẩm với chúng tôi, phẩm mấy chả được như nhau hết. Cho vào lò hết. Được anh em, nó phải thế chứ nị. À, thể lực hình như là ủng hộ Dương em OLED được. À, thể lực hiện ba thì khả năng em nhiều. Thể lực hiện ba không có không nhỉ? Thể lực hiện ba. Ui, không có cái nào 6 dòng để kiếm cái thể lực hiện ba. Cái vũ khí rất này, dễ gặp 5 dòng. Giờ kiếm cái thể lực hiện ba. À đây. Nói giờ tìm bọn này nó dễ tìm hơn. À, ép cái sinh lực hiện ba của cái đao ấy. Đây 191 mà. Đủ hết rồi còn gì nữa. Rồi. Giờ kiếm cái thể lực hiện ba đập cho cái mũ này là xong. Là hoàn thành sứ mệnh với anh Sẹo. Không có ô nội lực 100. Sinh lực 97. Mà Tìm cái thể lực thôi mà khoai nhỉ. Tìm cái thể lực thôi mà cũng khoai thế nhỉ. À đây. Server ra được khoảng hơn 1 tháng anh ạ. Ở đá hiện ba đâu. Chút soi lại xét đồ của anh một sẹo luôn á. Ok anh em. Nhìn thế nhưng mà là 200. 193. Ok chứ anh sẹo. Ôi tháo cái mũ ra bây giờ lấy cái gì kích thân pháp ta? Ồ, thầy 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 có bộ kích thiên pháp ấy. Bây giờ lấy cái gì kích thân pháp ta? Rồi tinh hồng bỏ thạch cái lên luôn đảo luôn. Bộ kích thân pháp mà bây giờ là anh bị thiếu 40 thân pháp. Trời ơi. Đỡ dở nhờ. Rồi nhảy lên đảo luôn. Được cái gì mà ngoại gì vết bẩn. Áo đi chứ.
Ép áo đi á? Ép áo gì á? Anh có thích ép áo không? Ép áo bây giờ Ép bên tinh đâu mà áo. ép. Áo này được rồi. Áo được rồi. Xem bây giờ mà ép mà cũng căng đấy. Ép cái đó cũng căng đấy. Phục hồi càng hòa, phục hồi choáng căng. Ép bây giờ chỉ ép vào đồ phòng thủ lý thôi. Trời, ép ba món đơn pháp bây giờ ấy làm sao được, bây giờ viện tinh nó khan. À mình phải lấy nè, em lấy 2 viên 3 này, em lấy 2 viên 3 với lại 4 viên 4 nha anh sẹo nhá, được không? Gì mà lấy nhiều thế? Chứ còn gì nữa, 6 viên đổi 6 viên chứ không có 6 viên của em thì anh cũng đập bằng cái đống này, nó giống nhau không? Chả giống nhau Buồn phết đấy. chứ còn gì nữa, em anh sẹo mà. Ồ.